Hello. Vâng, xin chào tất cả mọi người, chào tất cả anh em một lần nữa quay trở lại với kênh kiến thức số học bạch thủ ba càng đề của mình trong buổi sáng ngày hôm nay. Đây buổi sáng của ngày 14 tháng 4 năm 2022. Và lời nói đầu tiên cho phép mình gửi lời chào, lời chúc đến tất cả anh chị đang xem video của mình có một ngày làm việc thật là vui vẻ, một ngày tràn đầy tài lộc, tràn đầy niềm vui mọi người nhé. Và trước cung hình nhỏ của mọi người chính là giao diện chính của kênh số học kiến thức số học bạch thủ ba càng đề. Anh em xem video của mình thì cũng đừng quên để lại cho kênh những lượt like, những lượt đăng ký kênh để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Và đấy là cái động lực để hàng ngày mình lên video soi cầu chốt số cũng như là đưa lên vị trí những cầu đường cầu hay, vị trí con số đẹp để anh em cùng tham khảo, cùng chơi về bờ mọi người nhé. Rồi mọi người cùng mình quay trở lại với bảng kết quả giả thưởng ngày hôm qua. Đấy là vị trí ngày 13 tháng 4 năm 2022 đúng không ạ? Thì ngày hôm qua đặc biệt đảo về cho mọi người có dạng 5 số là 7, 6, 8, 6, 4. Tâm càng 8, 6, 4 và đi cho 10 con bạch thủ đề 64 với cái tổng đấy là tổng 0 nữa. Và với con bạch thủ ba càng đề đấy là 864 thì ngày hôm qua anh chị em nào mà chiến thắng được cho mình xin chúc mừng tất cả mọi người nhé. Rồi tiếp theo đến phần vị trí lô tô ngày hôm qua thì ở vị trí đầu 0 là một cái đầu hoàn toàn cầm điếc rồi này. Anh chị em nào ngày hôm qua vào tiền ở vị trí đầu 0 thì cho mình xin chia buồn tất cả anh em. Với cái vị trí của ngày 12 đúng không ạ, đầu 0 nó cầm, nó hoàn toàn cầm nín thì lên vị trí ngày 13 tôi không phải tiếp tục lại là một vị trí đầu cầm nữa. Anh đồng quay khá là ảo cho chúng ta. Đấy, có lô tô rực rỡ nhất ngày hôm qua chúng ta có vị trí đầu 1 với sự xuất hiện của 6, 5 chú lô tô này. Cũng như vị trí đầu 3 và vị trí đầu 8 thì mỗi đầu chúng ta có 4 chú lô tô đúng không ạ. Vị trí cầu lô tô 2 nhánh ngày hôm qua chúng ta chỉ có duy nhất đấy là lô tô 16. Cũng như vị trí lô tô kép bằng thì chúng ta chỉ có duy nhất lô tô 33 xem vào kết quả và trả tiền của tôi. Thì với cái vị trí ngày hôm qua, anh chị em nào mà chiến thắng được những con bạch thủ một nháy cũng như bạch thủ hai nháy và đặc biệt ba càng đề 864 trên bảng kết quả trả thưởng thì cho mình xin chúc mừng tất cả anh em. Rồi ok, anh em cùng mình ít phút quay trở lại với cầu kín Zalo cho em vị trí ngày hôm qua. Những anh chị đang tin tưởng và theo cầu kín Zalo của mình thì mình có mang lại chiến thắng cho mọi người hay không? Thì với cái vị trí ngày hôm qua mình có chốt cho anh em ở đây, đấy là bạn đầu tiên, đấy là Ngọc Ánh đúng không ạ? Thì Ngọc Ánh có chuyển phí cho mình rồi đây. Ngọc Anh có chuyển phí cho mình lúc 14 giờ 15 phút mọi người nhé. Và bạn còn nhắn cho mình đây là em chuyển phí cho anh rồi, mong hôm đầu theo anh có chiến thắng về bờ đấy. Thì lúc 14 giờ 18 phút này mình có xác nhận phí và mình có nhắn cho bạn đấy là ok rồi, ok em nhận, anh nhận rồi. Thì đến lúc 16 giờ 32 phút đúng không, mình có chốt số cho bạn cũng như tất cả anh em trong vị trí cầu kiến Zalo với cái bảng chốt số thân quen với mọi người đây. Chốt số ngày 13 tháng 4 năm 2022, chốt cho tất cả anh em một con bạch thủ lô VIP duy nhất, đây là vị trí con số 26. Thì anh em qua vị trí con số 26 đã thiện cho anh em ở giải G3.4 này. Và tiếp theo mình có chốt cho anh em hai vị trí cầu trên 2 đấy ạ, 2633 cũng như 2681. Thì với vị trí con số 33 đã thiện cho anh em một nháy ở giải G7.2, cũng như vị trí con số 81 đã thiện cho anh em ở giải G3.6 nhé. Anh em đã từng mừng rực rỡ chiến thắng được cho mình với một nháy bạch thủ lô VIP cũng như hai vị trí cầu trên 2 ở trên bảng kết quả trả thưởng mình có đưa lên cho anh em đúng không ạ. Và với cái vị trí anh em qua mình có chốt cho anh em ở trong đường cầu kín Zalo đấy là dàn tứ thủ đề 1661 4664, thì anh em đã chiến thắng được cho mình với vị trí con số 64 mình có chốt lên cho tất cả anh em ở trên vị trí cầu kín rồi đúng không ạ. Đấy, lại là một ngày nối cầu an tông ở vị trí cầu đề cũng như ở cầu bạch thủ lô và ở cầu chiên đúng không ạ. Ngày hôm nay thì mình có chốt cho tất cả anh em đấy là càng đấy, càng 3 thì mình không lót cho anh em với vị trí càng 8 thì ngày hôm nay chúng ta không có chiến thắng mọi người nhá. Nhưng không sao, mình đã mang lại chiến thắng rất là rực rỡ cho anh em với vị trí cầu bạch thủ đề 64 cũng như hai vị trí cầu trên 2 và vị trí bạch thủ lô 26 ở trên bảng kết quả trả thưởng rất là tương đương rực rỡ cho anh em rồi. Thì bạn có nhắn cho mình đấy là dạ em nhận số rồi anh ấy tự tin nổ siêu anh, thì mình có nhắn cho bạn đấy là tự tin mạnh tay vậy nhà em. Thì chúc mừng bạn ngày hôm qua hôm đầu theo mình đã có chiến thắng rực rỡ về bờ rồi nhé. Tiếp theo đến bạn thứ hai này, đấy là Thành Ngô đúng không ạ. Thành Ngô có chuyển phí cho mình. Thì lúc 14:04 thì bạn còn nhắn cho mình đấy là ok nhé anh ơi, lúc nào nhận được báo em nhé. Đấy, thì mình có trả lời bạn lúc đấy là lúc 14:07 mọi người nhé. Mình có trả lời bạn đấy là anh nhận rồi nhé, 16:30 anh báo số. Thì với vị trí ngày hôm qua mình có báo cho bạn đấy là bạch thủ lô VIP 26 này, cũng như là hai vị trí cầu trên 2633 và 2681 đúng không ạ. Thì với vị trí con số 26 là thiện cho anh em ở giải G3.4 này,
cũng như vị trí con số 81 thể hiện cho anh em ở giải G3.6 và vị trí con số 33 thể hiện cho anh em ở giải G7.2 đúng không ạ? Và đặc biệt con bạch thủ đề 64 mình có chốt đến cho anh em ở trong vị trí cầu 9 hôm qua, anh em cũng chiến thắng rực rỡ cho mình rồi. Thì cũng xin chúc mừng tất cả anh em. Thì sau khi mình có chốt số cho bạn lúc 16:32 mọi người nhé. Thì lúc 17:40 bạn có nhắn tin cho mình đấy là: dạ anh giờ mới đi làm về, ok nhé, hôm nay tự tin không anh? Thì mình có động viên bạn đấy là tự tin nhé em ơi. Thì cũng xin chúc mừng bạn ngày hôm qua đã theo cầu kiến rồi, mình thì có chiến thắng rực rỡ về bờ rồi. Và tiếp theo đến bạn thứ ba này, bạn Trọng Dũng nữa, Dũng có chuyển tiền cho mình, Dũng có chuyển phí cho mình và bạn có gọi trao đổi với mình thì mình có xác nhận phí cho bạn lúc 11:15:01 bạn nhé mọi người nhé. Mình có nhắn trả lời bạn đấy là ok bạn, 16:30 mình báo số nhé. Thì với vị trí ngày hôm nay mình, với vị trí ngày hôm qua mình có chốt cho bạn những người tất cả vị trí anh em trong đường cầu kiến Zalo này, thì anh em lưu ý giúp mình nhé. Hàng trăm người cũng như một ngày thì anh em đã vào đường cầu kiến với mình thì mình sẽ chốt cho tất cả anh em với cái khung giờ vàng chốt thuộc, chốt số quen thuộc đúng không ạ, cũng như là cái bảng chốt số thân quen của anh em. Thì với vị trí ngày hôm qua đấy là lúc 17:46 này, mình có xin phép bạn đấy là chụp cái ảnh màn hình ở đây để đưa làm minh chứng cho tất cả anh em. Thì hàng ngày cũng có rất đông khách hàng truy cập vào để nhận những con số về bờ đấy, cho nên mình cũng không tiện đưa tất cả danh sách khách hàng lên đây do lý do bảo mật khách hàng, cũng như là ảnh hưởng công việc, ảnh hưởng cuộc sống của anh em, cũng như là thời lượng video không cho phép đúng không ạ. Rồi ok, sang vị trí ngày hôm nay đến ngày 14/4, anh chị em nào mà đang xa bờ loạn số này, anh em cần những con số chuẩn chỉnh, những con số về bờ, những con số cơm áo gạo tiền, như những anh chị đang theo cầu kiến Zalo bên mình, hãy nhanh tay nhắc máy lên và kết nối ngay tới đầu số Zalo của mình này, đấy là 0904771 và 438. Mình sẽ cam kết hỗ trợ tất cả anh em vào bờ với cái mức vốn em bỏ ra để chơi ít nhất có thể đấy. Và Zalo cầu kín của mình thì đang trong đường dây đỏ, và Zalo cầu kín thì mình sẽ có nhiều thời gian để nghiên cứu và đưa ra những con số có xác suất nổ cao hơn rất rất nhiều ở trên vị trí cầu kênh, cho nên anh em hoàn toàn có thể tin tưởng được mọi người nhé. Và anh em lưu ý giúp mình, Zalo cầu kín của mình thì hoàn toàn là có thu phí trước để tránh việc mất thời gian ở hai bên, thì anh em nên cân nhắc trước khi vào cho mình. Và anh em lưu ý giúp mình, anh em xem video của mình thì cũng đừng quên để trên kênh một lượt like này, cũng như một lượt đăng ký để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Và đây là cái động lực để ngày mình lên video cho cầu chốt số và đưa những vị trí cầu hay những con số đẹp để anh em tham khảo về bờ mọi nhá. Rồi không nên thêm mất thời gian của anh em nữa, thì ngay sau đây mình sẽ chia sẻ anh em một vị trí dàn đề. Đây là vị trí dàn đề tạm số kết hợp càng một số để anh em tham khảo trong vị trí ngày hôm nay, đến ngày 14/4 mọi người nhá. Thì anh em đến cho mình với vị trí ngày 11/4/2022 với vị trí con số đầu tiên anh em lấy cho mình ở giải nhì mọi người nhé. Vị trí giải nhì chấm 2 đấy là con số 8 cũng như con số 4 ở đây. Tiếp theo anh em ghép đến cho mình ở giải G4, vị trí giải G4.3 con số 5 cũng như con số 8 ở đây. Thì chúng ta sẽ có 8 ghép 5 cũng như là 8 ghép 8 và ngược lại đúng không ạ. Thì chúng ta sẽ có dàn đề như sau này, dàn đề mọi người nhé. Chúng ta có 8 ghép 5 chúng ta có 858 và 8 ghép 8 chúng ta có 88 đúng không ạ. Tiếp theo chúng ta có 4 ghép 5 chúng ta có 454 và 4 ghép 8 chúng ta có 484 đúng không ạ. Đấy, vị trí bên cầu càng thì anh em lấy cho mình con số ở giải đấy, giải G3, vị trí giải G3.5 con số từ con số 3 ở đây. Vị trí càng đấy là con số 3 ở đây đúng không ạ. Càng chỉ có duy nhất một số cho anh em thôi, càng. Thì chúng ta sẽ có càng 3 để chơi trong vị trí ngày 12 mọi người nhé. Rồi anh em cùng mình kiểm tra xem lên vị trí ngày 12 thì với vị trí dân đề này có mang lại chiến thắng cho anh em hay không. Mình xin lỗi nhá, ở đây là vị trí càng 3, mình có viết nhầm là càng 2 đúng không ạ, càng 3. Thì với lên vị trí ngày 12/4 thì đặc biệt lỗi cho anh em đây là 81358 đúng không ạ. 81358 và trên bảng kết quả trả thưởng thì đầu tiên anh em đã chiến thắng được cho mình với vị trí càng, cục càng đấy, càng 3 này. Cũng như con bạch thủ đề 58 ở bộ chỗ thứ 2 mình có chốt lên cho tất cả anh em đây. Đấy,
Với cái vị trí hàng cầu chỉ có duy nhất 8 số, mình đã mang lại chiến thắng rất tương bừng rực rỡ cho anh em với vị trí hàng cầu bạch thủ đề 58 cũng như là vị trí 3 đề 358 và chỉ mang kết quả trả thưởng rồi đúng không ạ? Thì anh em hãy tiếp tục áp dụng vị trí hàng cầu này, vị trí hàng cầu ngày 12 tháng 4 chia sẻ cho ngày 13 cho mình. Thì với vị trí con số đầu tiên anh em lấy cho mình ở giải nhì mọi người nhé. Vị trí giải nhì chấm 2 đấy là con số 7 cũng như con số 6 ở đây. Và anh em ghép để cho mình ở vị trí giải G4, đây là con số 4 cũng như con số 0 ở đây. Đấy. Thì chúng ta có 7 ghép 4, 7 ghép 0 cũng như ngược lại mọi người nhé. 6 ghép 4, 6 ghép 0 và ngược lại. Thì chúng ta sẽ có gian để chơi trong ngày 13 này. Chúng ta có 7 ghép 4, chúng ta có 7, 4, 7. 7 ghép 0, chúng ta có 0, 7. Và tiếp theo, chúng ta có 6 ghép 4, chúng ta có 6, 4, 6 nữa. Và 6 ghép 0, chúng ta có 6, 0, 6. Đấy, vị trí bên cầu càng em lấy cho mình ở giải G3, vị trí giải G3.5, đấy con số 8 ở đây. Thì chúng ta sẽ có càng đấy, càng 8 nhé. Càng 8. Vị trí càng nữa. Đấy. Thì lên ở vị trí của ngày 13 tháng 4. Tức là vị trí bảng kết quả giả thưởng ngắm qua cho anh em đúng không? Thì đặc biệt ra cho anh em chặng 6, chặng 4 và đi cho mình con bạch thủ đề 64. Cứ càng là càng 6, 6, 4 trên bảng kết quả giả thưởng. Thì đầu tiên anh em đã chiến thắng được cho mình với vị trí cầu càng đấy, càng 8 cũng như con bạch thủ đề 64 mình có chia sẻ cho anh em đây. Tương cầu rất là ít số thôi đúng không ạ? Chỉ có duy nhất 8 số mình em mang lại chiến thắng rất tưng bừng rực rỡ cho anh em. Rất tưng bừng rực rỡ cho mọi người rồi đấy. Thì anh em chiến thắng được rồi thì anh em tiếp tục áp dụng vị trí cầu này chơi cho ngày hôm nay cho mình được ngày 10. Vị trí ngày 14 tháng 4 mọi người nhé. Thì với con số đầu tiên anh em lấy cho mình ở giải nhì này. Vị trí giải nhì chấm 2. Đây là con số 7 cũng như con số 2 ở đây. Tiếp tục anh em ghép đến cho mình vị trí giải G4.3 đấy là con số 9 cũng như con số 5 ở đây đúng không ạ? Thì chúng ta có 7 ghép 9, 7 ghép 5 cũng như ngược lại và 2 ghép 9, 2 ghép 5 và ngược lại. Thì trong vị trí ngày hôm nay chúng ta có dàn tứ thủ đề dàn D8 số như sau này. Chúng ta có 7 ghép 9, chúng ta có 7, 9, 7. 7 ghép 5, chúng ta có 7, 5, 7. Và vị trí tiếp theo chúng ta có đây là 2 ghép 9, chúng ta có 292. 2 ghép 5, chúng ta có 252. Đấy. Vị trí cầu càng thì anh em lấy cho mình con số ở giải G3. Vị trí giải G3.5, con số 4 ở đây. Thì sang vị trí ngày hôm nay chúng ta sẽ có càng để càng 4 đúng không ạ? Càng 4 để anh em tham khảo. Rồi thì sau đây mình sẽ đi dàn chốt số mọi người tham khảo chơi sang vị trí ngày hôm nay luôn. Đấy, vị trí chốt số tham khảo ngày 14 tháng 4. Ngày hôm nay thì cá nhân mình có kết cho anh em đánh bạch tủ lô VIP 2772. Xong tủ lô 0110 mọi người nhá. Đề dạng 2 dạng 0. Và đề kết thì ngày mai chúng ta có đây là đề kết chúng ta có đây là 797 này. Đề kết chúng ta có 797. Tiếp theo chúng ta có 252 đúng không ạ? 797 252 này. Và 292. Cũng như là 757 đúng không ạ? Đấy. Và anh em lót cho mình thêm mấy con số đây là 202, 242, 060, 272 và 00, 0110 mọi người nhé. Càng thì chúng ta có càng 4. Và anh em lưu ý giúp mình nhé. Những con số mình đưa đây thì cũng chỉ mang tính chất góc độ cá nhân thôi. Cho nên anh em là trùng cầu kết cầu. Thực sự trùng cực kết thì anh em ấy vào 50 điểm ra đá bia hơi. Đấy. Không trùng cũng kết thì anh em dừng lại ở mức độ tham khảo cho mình.
Còn sang vị trí ngày hôm nay, anh em nào đang xa bờ loạn số, loạn cầu loạn số, anh em cần những con số chuẩn chỉnh như những anh chị đang theo cầu kiến Zalo. Ừ, bên mình ngày hôm qua có chiến thắng rất là rực rỡ đấy. Thì anh em hãy nhanh tay nhấc máy lên và kết nối ngay tới đầu số Zalo của mình. Mình sẽ cam kết hỗ trợ tất cả anh em về bờ một cách nhanh chóng, an toàn và chính xác với đầu số Zalo đấy là 0904771438. Và anh em lưu ý giúp mình nhé, Zalo mình thì có thu phí nên anh em cân nhắc trước khi vào nhé. Và anh em xem video của mình thì cũng đừng quên để cho kênh một lần like cũng như một lượt đăng ký kênh này, để ủng hộ kênh này cũng phát triển và để cái động lực để ngày mình lên video soi cầu chốt số để mọi người tham khảo với những vị trí con số chuẩn chỉnh hơn mọi người nhé. Rồi ok, thì sang vị trí ngày hôm nay thì cũng xin chúc tất cả anh em gặp thật nhiều tài lộc, gặp thật nhiều may mắn mọi người nhé.